Theo mục tiêu chương trình hợp tác, các hoạt động sẽ được ba bên triển khai thực hiện với các khía cạnh chăm sóc sức khỏe, tiêm chủng vaccine, nâng cao miễn dịch và dinh dưỡng toàn diện, truyền thông giáo dục về nâng cao sức khỏe và xa hơn là hợp tác nghiên cứu sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho trẻ em và người lớn. Hệ thống tiêm chủng VNVC sẽ cùng Vinamilk triển khai hoạt động tặng các sản phẩm dinh dưỡng như sữa trụ uống men sống Probi, sữa trụ uống dinh dưỡng Vinamilk ColosGold cùng phiếu ưu đãi tiêm chủng cho trẻ em đến tiêm vaccine. Bên cạnh đó, ba đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn kiến thức nâng cao sức khỏe bằng vaccine và dinh dưỡng cho đa dạng các đối tượng như mẹ bầu, trẻ nhỏ, người lớn tuổi, người có bệnh nền. Các sản phẩm phù hợp của Vinamilk như dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi Sure Prevent Gold, sữa tươi Green Farm hay sữa hạt Vinamilk sẽ đồng hành trong các hoạt động này. Dự kiến trong năm đầu tiên, tổng giá trị quy đổi các sản phẩm khoảng 20 tỷ đồng. Trong giai đoạn đầu, chương trình sẽ thực hiện tại 30 trung tâm tiêm chủng VNVC và mở rộng trên toàn quốc trong giai đoạn sau.